Liga Super Malaysia mùa giải thứ 21 dự kiến khởi tranh từ ngày 10 tháng 5 tới. Đây sẽ là mùa giải đầu tiên giải bóng đá vô địch quốc gia của Malaysia chuyển sang thi đấu vắt qua 2 năm. Công nghệ trợ lý trọng tài video cũng sẽ lần đầu tiên được sử dụng tại mùa giải này. 13 câu lạc bộ sẽ tranh tài trong 26 vòng đấu, tại 13 sân vận động ở 12 bang của Malaysia để tìm ra nhà vô địch. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại Liga Super Malaysia 2024-2025. Sân vận động Hội đồng thành phố Temerloh nằm ở bang Pahang, được xây dựng vào năm 1972. Để chuẩn bị cho mùa giải này, sân vận động đã được cải tạo với ngân sách 150.000 ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 9.283 khán giả. Mặt sân Temerloh sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Seri Pahang. Sân vận động Hội đồng thành phố Selayang nằm ở bang Selangor, được xây dựng từ năm 1997 đến 1999. Với kinh phí 25 triệu ringgit, sức chứa của sân vận động này là 16.000 khán giả. Mặt sân Selayang sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PDIM. Sân vận động Kuala Lumpur, KLFA, nằm ở thị trấn Bandar Tun Razak, được cải tạo từ năm 2013 đến 2018. Sức chứa của sân vận động này là 18.000 khán giả. Mặt sân Kuala Lumpur sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kuala Lumpur City. City Stadium nằm ở thành phố Johor của bang Penang, được xây dựng từ năm 1945 đến 1948. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 1950, 1953 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 20.000 khán giả. Mặt sân City Stadium sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Penang FA. Sân vận động Sultan Muhammad IV nằm ở thị trấn Kota Baru của bang Kelantan, được xây dựng vào năm 1967 với kinh phí 1,5 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 khán giả. Mặt sân Sultan Muhammad IV sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kelantan Darul Naim, đội bóng mùa giải trước mang tên Kelantan United. Sân vận động Likat nằm ở thành phố Kota Kinabalu của bang Sabah, được xây dựng vào năm 1983. Sân vận động sau đó cải tạo vào năm 2001 và 2023. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 khán giả. Mặt sân Likat sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Sabah FC. Sân vận động Tuanku Abdul Rahman nằm ở Peroi, bang Negeri Sembilan, được xây dựng vào năm 1992 với kinh phí 15 triệu ringgit. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 2004 và 2024. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 khán giả. Mặt sân Tuanku Abdul Rahman sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Negeri Sembilan. Sân vận động MBPJ nằm ở thành phố Petaling Jaya của bang Selangor, được xây dựng vào năm 1996. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 2004 và 2024. Sức chứa của sân vận động này là 25.000 khán giả. Mặt sân MBPJ sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Selangor. Sân vận động Darul Aman nằm ở thành phố Alor Seta của bang Kedah, được xây dựng vào năm 1962. Sân vận động sau đó được cải tạo vào các năm 1997,
2006 và 2020. Sức chứa của sân vận động này là 24.644 khán giả. Mặt sân Darul Aman sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kedah Darul Aman. Sân vận động Bang Sarawak nằm ở thành phố Kuching, được xây dựng từ năm 1983 đến 1991 với kinh phí 22,6 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 26.000 khán giả. Mặt sân Sarawak sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kuching City. Sân vận động Perak nằm ở huyện Kinta của bang Perak, được xây dựng vào năm 1965. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 1975, 1993 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 30.000 khán giả. Mặt sân Perak sử dụng cỏ lá gừng. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Perak FC. Sân vận động Sultan Ibrahim nằm ở thành phố Iskandar Kuching của bang Johor, được xây dựng từ năm 2016 đến 2020 với kinh phí 200 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 40.000 khán giả. Mặt sân Sultan Ibrahim sử dụng cỏ Zeon Joycia. Đây là sân nhà của đương kim vô địch Johor Darul Tazim. Sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin nằm ở huyện Kuala Neras của bang Terengganu, được xây dựng từ năm 2005 đến 2008 với kinh phí 270 triệu ringgit. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 2009, 2014 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 50.000 khán giả. Mặt sân Sultan Mizan Zainal Abidin sử dụng cỏ Bermuda. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Terengganu.